Phần lớn chúng ta khi tranh luận hoặc nói chuyện đều mong muốn đối phương hiểu được mình. Đơn giản là vì có như vậy, cuộc tranh luận mới suôn sẻ được. Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng, một trong những điều tồi tệ trong tranh luận là việc mọi người luôn muốn và cố gắng khiến người khác phải hiểu ý mình. Tại sao lại như vậy? Chúng ta nên hiểu ý kiến này ra sao? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết "Chúng ta chẳng cần hiểu nhau làm gì" của tác giả Hex được đăng trên website của Spyroom nhé. Như thế nào là hiểu? Theo Wikipedia, thì hiểu biết là một quá trình tâm lý liên quan đến một đối tượng trừu tượng hoặc vật lý, chẳng hạn như một người, tình huống hoặc tin nhắn. Theo đó, người ta có thể suy nghĩ về nó và sử dụng các khái niệm để xử lý đầy đủ với đối tượng đó. Hiểu biết là mối quan hệ giữa người biết và một đối tượng hiểu biết. Bạn có hiểu dòng định nghĩa trên của Wikipedia không? Những dòng trên hay kể cả những lời nói đao to búa lớn của những người tranh luận sôi nổi đều là những thứ khó hiểu. Khi cần giải thích một khái niệm này, họ lại dùng nhiều khái niệm khác lồng ghép ở trong và chúng ta phải cùng lúc phân tích nhiều thứ. Thế là lại không hiểu hoặc bỏ qua mất. Thế nên, tôi tóm gọn lại theo ý hiểu của mình. Hiểu biết tức là một kiểu đoán mò với độ chính xác cao. Để tôi làm rõ hơn một chút về khái niệm của mình. Độ chính xác ở đây dao động từ 1 đến 99% và tùy thuộc vào lượng thông tin và kỹ năng mà người đoán có. Tức là không bao giờ có kiểu hiểu một điều gì đó như nắm trong lòng bàn tay, không bao giờ. Nếu như ở đoán mò thuần chủng, người đoán có khá ít thông tin hoặc không có chút thông tin gì như thầy bói hay những kẻ thích thể hiện trò hiểu rõ người khác. Thực ra nhiều thầy bói đọc nguội khá tốt nhưng thông tin thường có tính phổ quát và độ chính xác không cao lắm. Kỹ năng ở đây là các phương tiện, công cụ như phương pháp thống kê, phương pháp logic, các phương pháp luận, vân vân, hay các công cụ hỗ trợ như khả năng tư duy được mài dũa hẳn hoi, hay một chương trình máy tính xịn nào đó. Tức là, thông thường chúng ta chỉ dùng những điều chúng ta đã biết và những phương pháp chúng ta đã được học để đưa ra một suy đoán nào đó với độ chính xác dao động đâu đó từ 1 đến 99%. Nhưng liệu chúng ta có biết quá nhiều và có nắm được quá nhiều phương pháp suy luận khoa học? Chúng ta có hiểu rõ người khác như cách Mark Zuckerberg hiểu rõ ta? Tại sao chúng ta cần hiểu nhau? Nếu như Facebook phải thu thập rất nhiều thông tin của người dùng, từ những cú click, từ những thao tác lăn chuột, sau đó xử lý thông tin bằng một chương trình phức tạp được viết ra bởi nhiều bộ não thiên tài và duy trì bằng một server cực khủng, thì chúng ta thường chẳng biết quá nhiều từ người khác và lại còn ngu nữa. Thế thì tại sao những con người khác nhau, với nhân sinh quan khác nhau, trình độ hiểu biết khác nhau, quan điểm khác nhau phải hiểu nhau? Tại sao một người sống ở thời bình phải hiểu cuộc sống của một người ở thời chiến? Và vì sao không hiểu được lại là một điều đáng ghê tởm? Tại sao tôi phải hiểu lý do vì sao anh phản đối ăn thịt chó? Tại sao việc anh là người như thế nào lại ảnh hưởng đến cuộc tranh luận của chúng ta? Thế rồi chúng ta lao vào những cuộc tranh luận, nơi mà mọi người đều cố khiến người khác hiểu ý của mình và vô hình chung chẳng ai hiểu ai cả. Điều tồi tệ là chính những điều chúng ta muốn mọi người hiểu chưa chắc đã là điều đúng đắn. Nhưng sự cố gắng muốn thuyết phục cả thế giới khiến chúng ta có cảm tưởng như mình đang nắm giữ chân lý. Chúng ta muốn cái chân lý ấy to lên, to như cái tôi của chính mình, bao trùm cả căn phòng, bao trùm lên mọi người, đè bẹp những ý kiến trái chiều và thấm vào đầu từng con người trong đó. Việc khao khát muốn người khác hiểu mình khiến ta bị kích động, cao giọng, mặt đỏ, run người và mất dần sự tự chủ khi xuất hiện ý kiến trái chiều. Chúng ta không thể chấp nhận việc ai đó không hiểu ta và xem đó là một điều đáng ghê tởm. Như thế thì giải quyết vấn đề gì? Nhiều người có cách bỏ qua những kẻ khao khát muốn được người khác hiểu bằng cách ậm ừ cho qua chuyện. Có những buổi họp ở các cơ quan, mọi người gật gù ra vẻ đã hiểu ý nhau, nhưng rồi khi rời bàn họp, ai lại làm việc của người nấy theo một cách cũ rích quen thuộc và chẳng dính dáng gì đến nhau. Nhiều người nghĩ rằng mình hiểu, nhưng thực ra cũng đã sai lệch ít nhiều. Ví dụ 10 người nghe miêu tả một con heo, 10 người có trong đầu 10 con heo khác nhau, nhưng vẫn nghĩ rằng đang nghĩ chung về một con heo. Tệ hơn nữa, những người cố gắng hiểu ý người khác thường sẽ cho rằng điều người kia nói là thật và cho rằng bấy nhiêu là đủ. Chỉ khi người ta không hiểu hoặc cảm thấy chưa hiểu, họ mới cố gắng để hiểu và thông qua quá trình tư duy của chính họ, những điều kia sẽ phát triển thành một thứ hay ho khác. Sự không hiểu cũng là tiền đề cho những luồng tư duy phản biện xuất hiện, và dù đôi khi nó không hoàn toàn đúng đắn,
nhưng cũng chẳng cần lắm. Trước khi đi tiếp thì Spider Room có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn. Đó là talk show Em Út của nhà nhẹ Spider Room mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua 3 show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thế nào. Học cách thôi bắt người khác hiểu ý mình. Những kẻ luôn muốn người khác hiểu mình rất hay đoán. Khi tranh luận, họ thường thiếu thông tin về đối thủ và thường bù lấp bằng cách đoán. Ví dụ, họ đoán một đứa trẻ sinh năm 2000 sẽ hời hợt, trình độ kém cỏi nên chưa thể hiểu được ý họ. Hay họ sẽ đoán những người thuộc thế hệ 7X, 8X có tư duy thủ cựu, khó có thể thay đổi. Hay thậm chí, họ sẽ đoán bạn là một kẻ cố chấp vì sinh ra ở Hà Nội chẳng hạn. Và những kẻ này thường tự tin vào suy đoán của mình, cho mình là Sherlock Holmes hay gì đấy đại loại vậy và gật gù tự tán thưởng. Tại sao muốn biết thêm về người khác chúng ta không hỏi mà lại đoán? Muốn biết họ nghĩ gì? Hãy hỏi. Căn bệnh tinh vi này không chữa dễ thành nan y. Chúng ta suy đoán mọi thứ, suy đoán mọi người. Chúng ta đoán rằng đồng nghiệp sợ mình vì họ hay né ánh mắt của ta. Chúng ta đoán rằng ai đó từ chối lời hẹn vì họ muốn tránh mặt mình. Chúng ta đoán người viết bài này là một thằng nhóc đang lên mặt dạy đời mình. Có thể đúng, cũng có thể không. Nhưng nói ra một điều có thể đúng, có thể không thì thôi, tốt nhất là học cách im lặng vài phút để suy nghĩ thêm một tí thì hay hơn. Những kẻ muốn người khác hiểu mình và hay đoán thường hoặc là đánh giá quá thấp hoặc là đánh giá quá cao bản thân. Họ liên tục nghĩ rằng việc ai đó không hiểu ý của họ là do họ dở tệ trong việc bày tỏ quan điểm. Hoặc theo hướng khác, họ nghĩ những kẻ không hiểu họ là những kẻ dở hơi cám lợn. Chúng ta chẳng cần hiểu nhau làm gì, chẳng cần đoán mò linh tinh làm gì, hãy học cách thẳng thắn với nhau. Bạn biết không, khi bạn yêu cầu một thứ đơn giản và dễ hiểu, mọi người đều có khả năng đáp ứng yêu cầu của bạn. Đừng miêu tả quá chi tiết hay đi sâu vào các tính từ vì có thể dễ thương theo cách hiểu của mọi người khác của bạn. Việc bạn cố gắng miêu tả một cách mơ hồ chỉ thể hiện rằng bạn chả có tí khái niệm gì về việc bạn nói cả và mọi người không có nghĩa vụ phải hiểu ý bạn. Khi tranh luận, hãy cứ nói lên quan điểm của bạn một cách rõ ràng. Họ không hiểu, có quá nhiều lý do để ai đó không hiểu ý bạn. Bạn nói về kinh tế học ở các cuộc tranh luận trên mạng và mong mọi người hiểu bạn. Bạn nói về suy nghĩ của mình về việc tử hình hay không và mong mọi người hiểu bạn. Bạn nói về chuyện LGBT và mong mọi người hiểu bạn. Họ không hiểu thì làm sao? Chả làm sao cả. Thật kỳ lạ khi có những kẻ không hiểu chính mình nhưng lại luôn cố gắng khiến người khác phải hiểu họ. Chúng ta hãy cứ nói một cách tốt nhất, rồi mọi người nghe và tự lọc ra những thông tin bằng màng lọc của chính họ. Chúng ta cũng nên lắng nghe người khác như vậy. Chúng ta cảm thấy thằng đó quá ấu trĩ và không thể hiểu được, thì thôi, đừng hiểu. Có những điều bạn nói ra mọi người hiểu được 10%, một số khác nhiều hơn, một số khác nhiều hơn nữa. Nhưng việc họ có hiểu bạn hay không, không khiến điều bạn nói trở nên đúng đắn. Việc của bạn là nói, mọi người đồng ý hoặc phản đối, tiếp thu hoặc tẩy chay, từ đó điều bạn nói mới phát triển thêm được. Và bạn cũng sẽ nhận được những phản hồi ngược lại và thực hiện một quá trình tiếp nhận tương tự. Việc bắt người khác phải hiểu ý mình và ám ảnh với điều này chỉ khiến ta trở thành một kẻ cực đoan. Chúng ta sẽ khó chấp nhận sự khác biệt hơn, tự hài lòng cùng những điều mình biết. Việc mọi người cố gắng hiểu nhau chỉ khiến lan truyền nhiều hơn những điều nhàm chán và thiếu chính xác, đôi lúc còn giết chết sự sáng tạo. Chúng ta không cần hiểu nhau làm gì, chỉ cần tử tế với nhau là đủ. Thực ra khi chúng ta thôi bắt người khác hiểu ý mình, chúng ta sẽ hiểu được ý của nhau tốt hơn. Đó chính là mấu chốt của toàn bộ bài viết này. Người viết không có ý bảo rằng mọi người không nên hiểu ý nhau, chỉ mong rằng chúng ta không cần phải cố gắng khiến người khác phải hiểu ý mình làm gì, và như thế mọi người sẽ hiểu nhau. Hãy chấp nhận sự khác biệt, chấp nhận rằng mọi người không thể hiểu nhau hoàn toàn và việc không hiểu nhau cũng chẳng có gì to tát. Và trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết và quan điểm của tác giả. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào? Hãy cùng để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới nha. Và nếu thích video lần này,
Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của Spyroom và bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.